Người ta nói sống trên đời là phải biết tiết kiệm. Tiết kiệm cả năm rồi nên cuối năm mình phải tự thưởng cho mình một đôi giày Louis Vuitton. Hàng thiệt nha mấy má. Đầu tiên sẽ là một đôi giày nha. Trời ơi, đúng là hàng hiệu, cái hộp thiệt là chắc chắn. Hai chiếc giày, mỗi chiếc một túi riêng. Thon thon thon. Đây là một đôi giày thể thao nhưng mà form dáng được thiết kế rất chi là thời trang luôn. Đôi giày này 33 triệu. Tiếp theo, bên trong đây có một cái tờ giấy hình như thể hiện chất liệu của đôi giày. Ngoài dây có sẵn ở trên giày ra, người ta còn có cho thuê mình một cặp dây để thay đổi. Đôi giày này có tông màu chủ đạo là trắng và hồng, nhìn rất là dễ thương và nữ tính luôn. Tuy nhiên cái form giày lại rất là mạnh mẽ và năng động. Mẫn thì không có quá rành về chất liệu của đôi giày, nhưng mà theo Mẫn thấy thì ở trên đây có kết hợp giữa da là nhựa PU với lại vải. Đường kim mũi chỉ thì may tỉ mỉ khỏi phải nói rồi hen. Giày này ở trong store Mẫn thấy có tới 2 màu lận nha, là trắng xanh với lại trắng hồng, thì Mẫn nhìn cái màu trắng hồng Mẫn thấy ưng ý hơn nên mua màu trắng hồng. Rồi dẹp cái giày qua một bên. Tiếp theo tới món khác. Món này mắc hơn một chút là một cái túi. Rồi đập hộp liền. Ngoài cái lớp hộp cứng cáp bên ngoài thì bên trong sẽ có một lớp vải để trùm cái túi. Ôi, mùi túi mới hơi hôi nghe. Hãy thông cảm cho cô bé nhà quê này. Còn gì trong đây không ta? Không, hết rồi, có cái túi không ạ? Mẫu túi này là một mẫu túi có form dáng rất là basic luôn. Phần da màu nâu với họa tiết đặc trưng của LV. Điểm nhấn của túi là phần quai có màu da sáng hơn. Đường kim mũi chỉ thì chuẩn chỉnh, không có chỗ nào để chê. Ngoài cái quai để xách ra thì bên trong túi cũng có thêm một cái quai để dành cho mình đeo chéo. Quai này cùng chất liệu và tông xịt tông với lại túi luôn. Em này trị giá 64 củ quai. Phía bên trong túi được lót một lớp vải màu đỏ tươi, nhìn rất là sang luôn. Và cũng có những cái ngăn nhỏ nhỏ để cho mình đựng những cái đồ cá nhân nè. Túi này vẫn lấy size lớn, lòng túi rộng, dự định là sẽ đựng được rất là nhiều đồ. Form túi đơn giản, có tính ứng dụng cao này, dễ phối với quần áo. Lâu lắm rồi mới được mua lại đồ hiệu cho nó sướng. Chúc các bạn một năm cố gắng tiết kiệm được nhiều để cuối năm mua sắm thiệt là nhiều nha.